Vâng, chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu bản lề trong trận đấu cuối cùng. Indonesia đến từ nâu 1. Memel là người cầm Egypt, phía bên kia là Pan và Ia. À, một Roman và một Yamato là quần bên phía đội bạn. Cùng chém lại tiếp tục hòa nhau trận thi đấu này. Quần bên mình đang khá dễ đánh khi có Egypt và Indonesia trong trận thi đấu này. Chém bên kia cũng là tương đối tuyển. Nhưng có một phô, có một lạc đà ở đây thì cũng chả phải lo lắng cái gì cả. Có một Indonesia đến từ nâu 1 đã bắt đầu thấy một vòi và có một bầy hiêu. Và lùa luôn bầy hiêu lại về. Indonesia của nâu 1 có lẽ sẽ là người đánh chém trận thi đấu này để cho Egypt đánh cung. Hai vòi. Hai vòi rồi. Và cần thêm một bãi quả nữa thôi. Là như vậy, muốn nếu như muốn thì có Indonesia của nâu 1 có thể có khả năng cần nhà giữa trận thi đấu này. Lạc đà thì rất khắc chém. Một vòi nữa. Ba vòi đến từ nâu 1 rồi. Và câu thêm một con vòi về. Như vậy là chỉ còn cần một bãi quả nữa thôi thì nâu 1 sẽ có đủ đồ để có thể cân đôi trận thi đấu này. Cân đôi luôn. Còn đây là Mèo Mèo, người cầm Egypt trận thi đấu này. Ba Mèo cũng đã bắt đầu có những con hiêu. Con hiêu đầu tiên được lùa về. Và là người đóng chiếc BS ăn gỗ, phải nói là rất đẹp. Rất đẹp với một chiếc BS ăn gỗ ở phía này. Những bài của Mèo là một bài cũng tương đối dễ bò. Quan trọng là Mèo đánh cái gì trận thi đấu này. Có lẽ sẽ đánh cung. Và cũng có thể là đánh cung thủ hù trận thi đấu này. Còn nó một là người vẫn đang lùa hiêu. Lùa lốt bầy hiêu lại về. Đánh 3 vòi. Có một bài 3 vòi. Hiêu 6. Hiêu 6 và quả đầu là một quả đầu bầy, hình như là 7 cây. Nhưng nó 1. Nhưng nó 1 vẫn còn đang. Nhưng nâu 1 vẫn còn đang cần thêm một đồ nữa. Nếu như có thêm một vòi nữa thì bài nâu 1 là một bài mắc binh luôn. Một bài siêu mắc binh đến từ nâu 1 luôn. Và nâu 1 đang ép rất nhiều nông dân ăn hiêu. Không muốn bỏ lỡ một chút thực lào đến từ những con hiêu này. Còn quả đầu là quả 7. Như vậy 22 dân là thừa sức để có thể ép đời trong trận thi đấu này rồi. 22 dân. Nâu 1 dừng lại và kích đời ở đầu 7. Rất sớm. Rất tiết kiệm những con hiêu về sau. Các bạn thì thấy những con hiêu của nâu 1 đang ép trần lực vào những con nông dân. 2-3 con nông dân ăn hiêu và hiêu về rất sát. Một bài mà có thể kích 9 trận thi đấu này. Tuti phía bên kia cầm Roman lên rất sớm. Tuti vẫn nổi tiếng một tay ép đời kỳ cựu. Ngày hôm nay điều đấy đã được thể hiện. Điều đấy đã được thể hiện để không thua kém gì với No 1, người cầm Indonesia trận thi đấu. Và bài đang rất đẹp. Bãi vàng bây giờ của No 1 lại trở thành một bãi vàng không quá đẹp. Trong khi bên kia Tuti đã là người đào được 50 vàng rồi. Một chiếc ruộng để bò nhà. Thêm một chiếc ruộng nữa. Nhưng bãi vàng của No 1 là một bãi vàng xấu.
quay sang Mèo Mèo xem. Mèo Mèo đánh 26 dần mà có thể đánh cung trận thi đấu này. Có thể là một bài đánh cung. Kích đời. Và lần cấp chặt của ông màu 6 là người đối đầu với Mèo Mèo trận thi đấu này. Roman. Còn lầu 1 là người cạnh Yamato, độc cô của bạn. Còn người dò công ra từ lầu 1 đang chọc thẳng một bãi ruộng của độc cô của bạn. Bằng vẩy e để bo nhỏ. Vẩy e này giữ lại một con dân đến từ độc cô của bạn. Nhưng có lẽ vẫn chọc chéo được một nhà BP được xây. Không, không còn chọc chéo nữa rồi. Nhưng con ngựa giò này của đầu cô của bạn cũng là một con ngựa giò công giáp đầy đủ. Full option đến từ đầu cô của bạn luôn. 20. Sau va chạm giò vừa rồi thì No.1 tụt tham xuống còn 20. Và vẫn đang ăn rất nhiều vàng để có thể thủ P trận thi đấu này. Mất ngựa giò rồi. Mèo Mèo 24 đến từ Mèo. Và mất thêm một bãi quả nữa phía bên ngoài. Lên rất sớm đến từ Tuti. Và bây giờ thì Mèo Mèo đang không thể thở nữa rồi. No 1 tham gia 21 đang có những tờ lạc đà đầu tiên chuẩn bị đi chém được cô của bạn. Và ngựa giỏ 14 đang không cho Mèo Mèo bo nhỏ. Rồi cuối cùng cũng kín nhà. Ruộng đang quá ít cho trận thi đấu rồi. Ruộng rất ít. No 1 tham gia 23 chưa làm gì được nhiều đâu cô của bạn, ngoài hai dân, ngoài hai dân chọc được một con ngựa giò lúc đầu. Đang thủ một cái P ở nhà. Tỷ số đang là 1-1 và đây là trận thi đấu rất quan trọng, trận thi đấu này. Trận thi đấu mang tính chất bản lề. Mèo tham lai là 21 đã bắt đầu có bánh xe. Đang đào thêm cả vàng. Nhưng có lẽ để lên giáp 4 rồi, chứ không phải một bài đánh cung thủ hủ của Mèo. 2 BA sóc đều. Đã có những con ngựa sọc đơn đến từ Mỹ, đến từ Roman của Michael Owen rồi. Phải nói là Tuti ngày hôm nay đang thi đấu với một cực phong độ, phải nói là quá ổn định. Rất ổn định đến từ Tuti ngày hôm nay. Phải nói là như vậy. Và bây giờ thì người mà bị hôi đó là No 1. Nhưng tuần này tạm thời No 1 vẫn đang thủ được với những con P phía bên trong. Còn Mèo Mèo tham lai là 26-60. Bây giờ hấp, không hấp No 1 nữa mà sang chơi thẳng vào Mèo Mèo tơn này. Vẩy e đến, vẩy e đến từ Tuti. Vẫn là e của Tuti. Phải nói là Tuti một khuôn mặt phải nói là quá khác biệt trong ngày hôm nay. Tỷ số là 2-1 dành cho bên phía Hà Nội trận thi đấu này. Rất hay từ Tuti, phải nói là như vậy. Thi đấu quá xuất sắc. Một bài cầm Roman lên sớm nhất bản đồ và gần như là làm nốt những phần việc còn lại.